giới thiệu cho bác hai bản xe tay cong cực đẹp nhé. Bác nào mà đang quan tâm đến những mẫu xe có giá từ 8 triệu đến 10 triệu thì nhất định phải ở lại xem hết video của em nhé. Bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng mẫu xe một cho bác ạ. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì các bác cứ gọi vào số hotline em để trên các màn hình. Số hotline của nhà em có Zalo. Bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp bác có thể dễ dàng chọn ra được cho mình những bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của bác này. Chọn ra cho bác những cái bản xe có cái màu sắc mà các bác ưng ý nhất. Và bản xe đầu tiên của ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác đó là bản xe Lysan nha các bác ơi. Bản xe này thì có tên là Lysan, đến từ thương hiệu Lai. Và Lai thì là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan rồi. Cấu hình của nó sẽ gồm này, khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm không mối hàn. Dây đường đi âm ở trong khung thì rất là gọn gàng tinh tế rồi. Tô tăng ghi đông được làm từ nhôm và đến từ thương hiệu Lai đây. Đấy, đề của nó là đề lắc này, được tích hợp cùng phanh. Phanh là phanh bốc vành đây rồi. Một bản phanh có độ chính xác này rất là cao và vô cùng là bền bỉ luôn. Khi các bác sử dụng lâu ngày nó có bị hư hao một chút thì việc thay thế sẽ vô cùng là đơn giản thôi em nhé. Fork của nó là fork đơ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Lai đây rồi. Trang bị cho bác một cái trục tháo nhanh ở bánh đằng trước và cả bánh đằng sau luôn. Đấy, để khi các bác có tháo lắp bảo dưỡng tay xe tại nhà vô cùng là nhanh chóng thôi, vô cùng là đơn giản rồi đúng không ạ? Và lan hoa trước sau thì được trang bị cho bác một cái phản quang để khi mà các bác đi trời tối thì sẽ rất là an toàn. Bộ chuyển động của nó thì sẽ gồm có này, 2 tầng đĩa ở phía đằng trước, 8 tầng lip ở phía đằng sau đây. Bộ chuyển đĩa chuyển lip thì đến từ Sensa đây rồi các bác ơi. Đùi đĩa được làm từ nhôm nhé, đùm là đùm nhôm. Đấy, vành nhôm 2 lớp, lớp mang số là 700 x 25C. Cọc yên là cọc yên dạng tròn, có trang bị cái khóa chỉnh yên nhanh đây, giúp các bác có thể dễ dàng chỉnh yên lên xuống cao thấp theo đúng cái độ cao mà các bác mong muốn một cách dễ dàng nhất nhé. Và yên để bọc cho bác một cái lớp mút da, có cái hình thức thì rất là thể thao đây rồi các bác. Bản xe này bên nhà em đang có size là size 46 đây các bác ơi. Và với cái size này thì những cái bác nào mà có chiều cao từ 1m55 trở lên thì đã có thể đi được bản xe rất ok rồi nha các bác nhé. Và đang có hai màu cho bác lựa chọn. Màu em đang giới thiệu được các bác đây là màu trắng ạ. Còn một màu nữa là màu xanh. Màu nào thì cũng rất là đẹp luôn. Để các bác thích màu nào các bác chọn màu đó thôi em. Bản xe này bên nhà em đang có giá là 8,2 triệu nha bác ơi. 8,2 triệu bản xe cực đẹp luôn rồi đúng không ạ? Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác đây là một bản xe đến từ thương hiệu Lai nhá. Bản xe này mang tên là Lai Lai với giá là 10 triệu. Cực đẹp luôn nha bác nhá. Có trang bị đùm nổ cho bác luôn này. Cấu hình bản xe như sau. Khung sườn thì được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm không mối hàn đấy rồi. Dây đường ghi âm ở trong khung rất là gọn gàng và tinh tế rồi. Sơn được sơn cho bác 3 lớp sơn tĩnh điện để đảm bảo cái độ đẹp, độ bền cũng như là độ bóng của sơn này. Đấy, khi các bác lau chùi vệ sinh xe sẽ cực kỳ là đơn giản thôi đúng không ạ? Tô tăng ghi đông được làm từ nhôm này, ở phía tay lái được cuốn cho bác một cái lớp dây da. Đấy thì khi cầm lắm thì sẽ cực kỳ là chắc chắn và không lo bị trơn tay. Và ở tay lái này nó đã thiết kế đặc biệt cho bác này rồi, để khi mà các bác đi xe sẽ làm giảm được cả được không khí, đạt được tốc độ tối ưu nhất thôi em. Bộ đề là bộ đề lắc được tích hợp cùng phanh, phanh của nó là phanh bốc vành đây rồi. Fork thì là fork đơ được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, chịu lực thì vô cùng là tốt rồi. Và bánh trước sau đều được trang bị một cái trục tháo nhanh nhá. Đây, trục tháo nhanh của Novatech đấy các bác. Đấy, để giúp các bác là dễ dàng tháo lắp xe, bảo dưỡng xe tại nhà một cách ok nhất với em. Tiếp theo này, bộ chuyển động này sẽ gồm có 2 tầng đĩa ở phía đằng trước này, 9 tầng lip thả ở phía đằng sau. Bộ chuyển đĩa chuyển lip thì đến từ Sensa nhá ơi. Đùi đĩa được làm từ nhôm đến từ thương hiệu Lai. Đùm cái trục này là trục rỗng nhá. Đấy, đùm là đùm nhôm của Novatech, có trang bị đùm nổ cho bác rồi. Vành nhôm 2 lớp, lớp mang số là 700 x 25C, lại lớp của Compact nha các bác ơi. Và cọc yên thì cọc yên dạng dẹp đây rồi. Rất là đẹp, rất là thể thao. Yên thì cũng được thiết kế cho bác một cái dáng cực kỳ là thể thao luôn nhá. Đây các bác sẽ chỉnh yên ở vị trí này với em, chỉnh yên bằng lục lăng, rất là đơn giản thôi. Còn thiết kế cho bác một cái nút cao su màu đen đây, rất là đẹp, rất là thể thao luôn ạ. Bản này thì bên nhà em hiện tại đang còn 2 size cho bác lựa chọn này. Có size 48 này và size 50 nha các bác nhé. Đấy, thế nên các bác có chiều cao từ 1m6 trở lên là đã có thể đi được bản này rất là ok rồi. Và vừa rồi thì em vừa giới thiệu đến cho các bác hai bản xe cực đẹp luôn. Các bác mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe này, các bác cứ gọi trực tiếp vào cái số hotline em để ở trên tiêu đề ở trên góc màn hình. Đấy, số hotline đó của em có Zalo. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất này, một cách nhanh chóng nhất. Và khi mua xe ở bên đại lý xe đạp thể thao Quang Lâm thì các bác sẽ được miễn phí ship giao hàng về tận nhà, được khi mà nhận hàng cũng được mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái với em này. Và thêm nữa là sẽ được tặng kèm rất nhiều phụ kiện từ bên nhà em, như là gọc bình, bình nước, đèn hậu, đèn tiêu, còi, một đôi chắn bùn trước sau và một bộ lục lăng, giúp các bác có thể dễ dàng tháo lắp xe tại nhà.
có chế độ bảo hành như công ty, lỗi do nhà sản xuất bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các bác. Thế nên là các bác cứ hết sức yên tâm, và bên em luôn luôn là bán theo đúng giá niêm yết của công ty nhá. Thế nên là các bác cứ hết sức là yên tâm với em ạ. Không bao giờ lo là bị thổi giá này đấy, không bao giờ lo bị mua phải giá đắt đúng không ạ? Như các bác biết thì các bạn là cái bộ môn mà đạp xe đạp, tập thể dục thể thao mỗi ngày nó đem lại rất là nhiều cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bác này. Đó, giúp kiểm soát cân nặng cực kỳ hiệu quả nhá. Đấy, tăng cái độ bền, độ dẻo dai cho cơ thể, tốt cho tim mạch này, cơ bắp được chắc chắn, xương khớp chắc khỏe này. Và tiếp theo là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tốt cho tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, thân thiện môi trường các bác ạ. Rất là nhiều tác dụng tuyệt vời nữa. Thế nên là mỗi bác nhé, hãy sắm ngay cho mình một cái chiếc xe đạp phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế của mình, phù hợp với cái sở thích của mình, để có xe đi đạp xe, tập thể dục thể thao mỗi ngày, nâng cao sức khỏe và sống thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình các bác nhé. Và em xin kết thúc video tại đây, các bác nhớ là cho em xin một lượt đăng ký kênh ạ. Em cảm ơn tất cả các bác và chào các bác nhé.